hay không nha, vô nha. Chứ ngoài trước tụi nó dán que rồi đó. Có thể là cái video đó người ta quay cái ngày cuối tuần á, thì ở Costco lúc nào cuối tuần nó cũng đông người hết, lúc nào like cũng dài dài hết, chứ đâu phải là mùa dịch cúm rồi nó đua lại đâu. Còn mấy cái vụ này mà giấy vệ sinh mà chất cao 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 chắc không phải ở Mỹ. Vô thử nha. Này live stream đúng không? Còn sinh hoạt như bình thường. Nghe thấy không? Nó tivi vẫn còn nhiều lắm nè. Direct TV. Yep. Nó cũng vắng tanh nè, đâu rồi. Đồ ăn cũng đầy. Ủa, không có lấy xe ha em? Mua gì? Mua gì? Hiện tại ở Mỹ bây giờ họ đang chuẩn bị cho các đồ của mùa hè. Đây là những cái hộp số trò chơi nước, cái bo để mà xuống nước chơi cho mùa hè. Mọi việc vẫn sinh hoạt bình thường. Cái này ở nhà mà 5-6 người ngồi đi chơi vui lắm nè. Cái này nó chỉ chút xíu thôi mà bơm mà nó bự vậy nè, để chơi ở hồ á. Đây là những cái liều cánh tài. Đây là cái quầy thịt của Costco, thịt cá. Lấy gạo nữa. Tám bao. Đây gạo Thái Lan là Jasmine nè. Ở Costco của khu gần Little Sài Gòn của mình nó vẫn còn em quý vị. Đây là đường brown sugar nè. Một cái bao như 25 pound. Uống chắc cũng phải mấy tháng. Năm luôn em. À đúng rồi. Nó chứ lo xa mà chuẩn bị thì cũng là điều tốt. Nhưng này cũng vừa phải thôi. Chăng dành dịp nghe mà hốt thôi thì kỳ quá. Mà để cho thử chắc không ai dám bóc thử rồi ha. À, để riêng riêng rồi hết. Anh mọi người. Đó, nó để mà em thấy còn nguyên nhỏ hơn đúng không? Thử hết chứ. Thử này hết hàng chứ. Ai về còn hết rồi. Cái này là ở nhà thích lắm nè. Vitamin C. Cái này nó làm cho mình trở kháng mình nó tốt, chống lại những cái bệnh cảm. Costco nhiều lắm nha quý vị. Costco. Không mùa dịch nhưng mà mình cũng phải cố gắng làm đẹp cho sức khỏe nha. Cái này là nghe nói là rất là tốt cho tóc, da với lại móng tay. Mỗi ngày mình chỉ ăn một cục hai cục là nó bồi bổ cái chất dinh dưỡng để cho nuôi tóc với da với lại móng tay cho nó mạnh và nó khỏe hơn. Rồi nó có hai loại, một loại là thuốc uống và một loại là kẹo ăn. Giá rất là rẻ mà nó hiệu quả lắm. Ai mà tóc hay bị rụng hay là tay hay bị gãy, da khô thì mình cứ dùng cái này hàng ngày, nó sẽ giúp cho mình tốt hơn, đỡ hơn chút. Có tự tính tiền nên mình không cần phải xếp hàng nhiều.
Please scan your membership card or touch need assistance. 789. Place your item. Nổi không? Cầm nổi không? 799. Bình thường mọi người ta biết có con ta cũng mua nhiều gì á, mình sắp đạt vừa rồi thì mua nhiều hơn. Nhưng mà lo xa cũng là một cái tốt của của người Việt mình. Mình cũng đừng có bị mà bị nó làm cho mình phải lo lắng nhiều quá. Giờ mình đi qua bên thao giới thì mua cái bình mà có cái chất ẩm ra đó, hơi nước ra đó, để mình giữ ẩm ở trong nhà mình. Với mình bỏ thêm mấy cái loại tinh dầu cho nó thơm, cái thơm là mà nó có cái tinh dầu mà cái chất cái thơm the nó cũng giảm bớt cái vi khuẩn, vi khuẩn cúm. Con ta ghét này thì nó sợ không khí ẩm với lại nhiệt độ nóng. Cho nên mỗi lần mình lên xe hay là trước xe, khi mình bước vô nhà phải mở hết, nóng ơi là nóng, ngợp thở biết chịu luôn. Nhưng mà vậy cho chắc ăn.